Vâng, xin chào bạn, hôm nay xin giới thiệu các bạn một sản phẩm mới, đó là một sản phẩm tạo điều khiển tốc độ cao của hãng Double Store ha, với mã sản phẩm là DL916. Thì cái mẫu sản phẩm này á là cái mẫu sản phẩm sử dụng cái động cơ không chảo than ha, Rotlet. Và đây là thiết kế bên ngoài của tàu ha. Thì tàu này thì sẽ được thiết kế thêm hai đèn ngoài trước và hai đèn ở phía sau, hai bộ phận này. Phía trước thì các bạn sẽ có một cái ốp chụp mũi tàu để bảo vệ mũi tàu ha. Phần phía sau thì sẽ có hai cái cản hai bên ha. Này là hệ thống vào nước để làm mát động cơ và làm mát cái EC ha, và nước sẽ thoát ra đây. Đây là hai cái cản chẻ nước ha, quạt nước á. Còn đây là cái bánh lái, đây chân vịt. Thì khi các bạn mua về chúng ta sẽ có thêm một cái chân vịt nữa ha. Hai cái lục giác trên L. Cái size 1.5, cái size 2 ha. Đó. Một cái chữ T để dặn tháo chân vịt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dung vi sạc. Pin là sẽ là pin 11V1 1800mAh ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo bên trong tàu này ra cho bạn xem. Thì tàu này sẽ có hai cái vỏ tàu. Rồi, các bạn sẽ dặn qua đây để mở ra. Thì đây là thiết kế bên trong tàu ha. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là cái motor Rotlet. Thì nước nó sẽ vào đây, nó qua cái EC, sau đó nước sẽ thải ra tới đây làm mát động cơ và nó sẽ thải ra đây. Đó. Đây là cái EC. EC cũng có đấy, EC nằm trong đây nè. Nước nó sẽ qua EC ha. Và nó sẽ truyền ở đây. Cái hub pin sẽ nằm ngay đây. Đây là sạc vô light. Rồi. Thì pin các bạn sẽ bỏ vào đây như thế này. Đây nó có một cái dây gút thì các bạn gút chắc vào. Rồi. Thì cái tàu này á, những cái tàu thường những tàu không chở than thì chúng ta ghim vô nó kết nối luôn nha các bạn, chứ chúng ta không cần phải để xuống nước. Đó, bây giờ mình sẽ ghim vào nè. Đó, ok, chúng ta bật remote lên. Ok, kết nối ha. Thì cái đèn này á, khi các bạn lắp cái nắp này vào nè thì nó sẽ như thế này. Đó. Thì đây sẽ có hai cái nút tinh chỉnh ha. Cái này bình thường đây là quẹo trái phải nè. Đó. Đây sẽ là nút chỉnh bánh lái. Đó. Chỉnh bánh lái ha. Còn đây sẽ là nút độ nhạy của quẹo. Như bình thường mình dặn qua phải hết là quẹo tối đa nè. Khi bạn dặn qua trái thì mình quẹo tối đa thì nó cũng chỉ bẻ lái ít thôi. Đó. Chúng ta dặn qua phải thì nó sẽ bẻ lái tối đa. Thì tàu này khi bị lật úp thì có thể lật lại được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cái sức mạnh của cái chân vịt ha. Thì trong video sau thì mình sẽ test tàu ha, test tàu dưới nước cho bạn xem. Còn hôm nay mình chỉ hướng dẫn giới thiệu các bạn một sản phẩm này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bóp tàu thử ha. Nó có chức năng tiến và lùi. Lùi. Đây. Sau khi chơi xong thì chúng ta sẽ rút pin ra ha, và cho tàu nghỉ tầm 10-15 phút để pin nguội, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đi sạc ha. Và nếu mà tàu mà có lõi vô nước thì bạn để phơi khô ha, hoặc là lau sạch thì cho khô thì chúng ta đợt sau chúng ta chơi tiếp, chứ bạn đừng có để ướt đây ha. Vì khi bạn để lâu mà chúng ta không sử dụng thì nó có thể là bị ẩm ướt ha, dẫn đến tàu hoạt động không tốt. Ok đó. Rồi, thì nếu bạn quan tâm cái mẫu sản phẩm này á, thì bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asan.vn và gõ một từ khóa là DL916 ha. Hoặc các bạn click vào bên dưới, mình có để đường link trong phần mô tả, các bạn có thể click vào để thêm tham khảo mẫu sản phẩm này. Có sẵn video clip luôn. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa Asan xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.